Lục Nam là huyện trung du miền núi nằm ở phía đông tỉnh Bắc Giang, có diện tích tự nhiên 608,6 km2, được định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, du lịch sinh thái, văn hóa, lễ hội của tỉnh. Lục Nam có vị trí tương đối thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế xã hội, có một số tuyến giao thông đường bộ quan trọng như quốc lộ 31, quốc lộ 37, đường tỉnh 295, đường tỉnh 293 và tuyến đường thủy sông Lục Nam nối vùng đồng bằng tỉnh Bắc Giang với các tỉnh lân cận như Lạng Sơn, Hải Dương, Quảng Ninh. Với vị trí thuận lợi của mình, Lục Nam có điều kiện để phát huy tiềm năng đất đai cũng như các nguồn lực khác cho sự phát triển kinh tế xã hội. Thời gian vừa qua, huyện Lục Nam đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Các đồ án quy hoạch được quan tâm triển khai, các dự án đầu tư, nhất là về hạ tầng giao thông, dân cư, đô thị được chú trọng. Nhiều công trình, dự án trọng điểm có quy mô lớn được triển khai hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn. Ngoài ra, các khu cụm công nghiệp được đầu tư phát triển, nhiều công ty may, nhà máy lớn được hình thành và đưa vào sử dụng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 51 khu đô thị, khu dân cư mới đã và đang lập quy hoạch chi tiết xây dựng từ nguồn kinh phí tài trợ và ngân sách nhà nước với quy mô diện tích lập quy hoạch là 1.601,4 ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho khoảng 266.900 người, trong đó có 10 khu đô thị, khu dân cư đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư, đang chuẩn bị trình chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo tính toán, tại quy hoạch vùng huyện Lục Nam đã được phê duyệt, đến hết năm 2020, dân số hiện trạng nông thôn của huyện khoảng 200.547 người. Dự kiến đến năm 2030, dân số nông thôn đạt 207.000 người, tăng khoảng 6.453 người. Điều này đòi hỏi cần tiếp tục đầu tư xây dựng các khu dân cư mới nhằm đáp ứng sự phát triển trong thời gian tới. Ước tính đến năm 2030, khu vực nông thôn huyện Lục Nam cần thêm khoảng 108 ha đất đơn vị ở, đạt bình quân 100 m² trên một người. Giai đoạn đến năm 2040, nông thôn cần thêm 839 ha, đạt bình quân 120 m² trên một người. Từ những phân tích đánh giá nêu trên, việc đầu tư dự án khu dân cư số 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam là cần thiết, đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng lên của xã hội và từng bước cụ thể hóa chương trình phát triển vùng huyện phù hợp với các giai đoạn phát triển theo kế hoạch đã đề ra. Triển khai thành công dự án khu dân cư số 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam là cơ sở để huyện Lục Nam đồng bộ hạ tầng, chuyển dịch hiệu quả cơ cấu kinh tế, thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, dự án đóng góp nguồn thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước và của địa phương. Dự án xây dựng khu dân cư số 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam phù hợp với kế hoạch phát triển huyện Lục Nam trong chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại quyết định số 479 ngày 14 tháng 8 năm 2017, phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/25.000 phê duyệt tại quyết định số 1182 ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Tên dự án: khu dân cư số 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam. Tên thương mại là Happy Home. Địa điểm thực hiện dự án: tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Vị trí, ranh giới của dự án: phía đông và nam, giáp đất nông nghiệp, thôn Huê Vận 1. Phía tây, giáp khu dân cư hiện trạng làn 1, quốc lộ 37. Phía bắc, giáp khu dân cư hiện trạng làn 1, giáp dự án khu dân cư số 1, xã Bảo Sơn đã được đầu tư xây dựng và đường tỉnh 295. Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 9,96 ha. Dự án có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, đã bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng. Giao thông đối ngoại: phía bắc khu đất có đường tỉnh lộ 295 kết nối thị trấn Vôi và phía bắc thị trấn Đổi Ngô với quy mô mặt cắt ngang hiện trạng lòng đường 12 m, kết cấu mặt đường bê tông chất lượng tốt. Phía tây khu đất có đường quốc lộ 37 kết nối thị trấn Kép và thị trấn Đổi Ngô với quy mô mặt cắt ngang hiện trạng lòng đường 6 m, kết cấu mặt đường bê tông chất lượng tốt. Giao thông đối nội gồm các tuyến đường giao thông ngõ xóm, kết cấu đường bê tông xi măng, quy mô mặt cắt ngang từ 2,5 đến 7,5 m và đường nội đồng. Nội dung đầu tư: xây dựng đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên khu đất có diện tích khoảng 9,96 ha theo quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư số 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500,
được Ủy ban Nhân dân huyện Lục Nam phê duyệt tại quyết định số 2669 ngày 27 tháng 10 năm 2021, gồm các hạng mục san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, trạm xử lý nước thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện và chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc, khuôn viên cây xanh, CX4, CX5, CX6. Dự án sau khi xây dựng sẽ có 294 lô đất, tổng diện tích đất là 35.979,5m2 thuộc các phân lô từ LK5 đến LK12, LK13 gồm 13 lô và BT2, BT3. Dự án này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sống của khoảng 1.200 người với gần 300 lô đất, trong đó bao gồm 276 lô đất ở liền kề với diện tích 29.756,5m2 và 18 lô biệt thự diện tích 6.223m2. Dự án đang được triển khai thi công và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào đầu năm 2025. Tọa lạc tại vị trí đắc địa, trung tâm xã Bảo Sơn, đối diện khu dân cư Bảo Sơn 1 đã hình thành tiếp giáp tuyến đường quốc lộ 37 và tỉnh lộ 295, dễ dàng kết nối 1 phút tới Ủy ban Nhân dân xã Bảo Sơn, 8 phút tới đường cao tốc Bắc Nam, 15 phút tới thị trấn Đồi Ngô, trung tâm huyện Lục Nam, 25 phút tới trung tâm thành phố Bắc Giang. Trong bán kính 1 km có đầy đủ các tiện ích như chợ, trường học, trạm y tế, bưu điện, ngân hàng, sân bóng đá giải trí. Trong bán kính 5 km có khu công nghiệp Tân Hưng đang xây dựng. Cụm công nghiệp Hương Sơn 2 đã quy hoạch, cụm công nghiệp Đại Lâm, cụm công nghiệp Đại Lâm 2. Với tiêu chuẩn sống xanh, sống chuẩn thời đại, dự án khu dân cư Happy Home, khu dân cư số 2 có tổng diện tích 9,96 ha với mật độ xây dựng chỉ 35,7%, có đến 3 công viên cây xanh, 2 bãi đỗ xe công cộng và khu vực sân chơi giúp cho dân cư có một nơi nghỉ ngơi, thư giãn hay tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe sau những giờ làm việc căng thẳng. Về giao thông, các tuyến đường được thiết kế như sau: đường đối ngoại, đường tỉnh lộ 295, trong đó mặt đường rộng 12m, đường gom 2 x 7,5m, giải phân cách 2 x 1,5m, hè đường 2 x 6m, tổng nền đường rộng 42m, đường quốc lộ 37, bề rộng nền đường rộng 40,5m, trong đó bề rộng mặt đường 15m, giải phân cách 3m, đường gom rộng 10,5m, hè đường 2 x 6m. Đường nội bộ, đường trục chính dự án, mặt cắt tuyến 01, tuyến 08, nền đường rộng 27m, trong đó mặt đường rộng 15m, hè đường thiết kế 2 x 6m. Đường nội bộ dự án, mặt cắt tuyến 02, tuyến 05, tuyến 06, tuyến 07, nền đường rộng 20m, trong đó mặt đường rộng 8m, hè đường thiết kế 2 x 6m. Mặt cắt tuyến 03, tuyến 04, nền đường rộng 26m, trong đó mặt đường rộng 8m, mặt bãi đỗ xe rộng 6m, hè đường thiết kế 2 x 6m. Toàn bộ hệ thống đường giao thông đến thời điểm hiện tại đã được trải thảm base lớp dưới, đang trong quá trình hoàn thiện phần còn lại. Hệ thống nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ trạm cấp nước thị trấn Đồi Ngô, cấp đến theo quy hoạch vùng của huyện Lục Nam. Đường ống trục chính cấp nước HDPE nằm dọc trên tuyến đường nhựa đi quốc lộ 37 cấp đến dự án. Trong dự án sử dụng mạng lưới cấp nước tiêu chuẩn, các tuyến ống cấp nước phân phối là ống HDPE được hạ ngầm trên vỉa hè, sau đó đi vào hệ thống hào kỹ thuật của các lô và cấp cho hộ dân. Mạng lưới cấp nước cho hệ thống phòng cháy chữa cháy của khu dự án được tổ chức theo mạng lưới vòng chung với hệ thống cấp nước, đảm bảo cấp nước cho phòng cháy chữa cháy được tốt nhất. Các trụ nước chữa cháy ngoài nhà được bố trí dọc theo đường giao thông, khoảng cách giữa các trụ cứu hỏa từ 100 đến 150 m một họng, đảm bảo bán kính phục vụ không quá 150 m. Hệ thống thoát nước mưa được thu theo các miệng thu đặt sát bó vỉa rồi chạy vào hệ thống cống thoát nước đặt trên vỉa hè, thoát ra tuyến công chính đặt dưới giải phân cách và lòng đường của trục đường chính của dự án, sau đó xả ra mương thoát nước hiện trạng. Hệ thống cống thoát nước là loại BTCT ly tâm đường kính D600 đến D1250mm tải trọng tiêu chuẩn. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách biệt riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải các công trình được thu gom bởi mạng lưới các tuyến cống, hố, thu đặt sau các hộ dân và đi dọc theo đường trục chính về trạm xử lý nước thải phía nam dự án, có công suất xử lý 450 mét khối một ngày đêm trước khi thải ra môi trường. Cây xanh trong dự án Happy Home sử dụng các loại cây thường xanh, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh và cho hoa luân phiên theo mùa.
Các cây xanh trồng tại các lô CX4, CX5, CX6 là loại cây bóng mát như lộc vừng, điệp vàng, lát hoa, bàng, giáng hương, bằng lăng, kết hợp với các loại cây thấp, cây trang trí khác như trà là, bách tán, cọ da trơn, trà là Mỹ, ngâu tròn, dâm bụt, bạch trinh biển, hoàng nam. Cây bóng mát được trồng hai bên hè, cây xanh hè phố được bố trí trồng vào ranh giới giữa hai lô đất ở, khoảng cách giữa các cây từ 8 đến 10 mét. Cao độ viên bó vỉa hố trồng cây cao hơn mặt vỉa hè, tương ứng 10cm, tùy từng tuyến đường mà trồng các loại cây khác nhau. Tổng khối lượng cây xanh đã được tập kết 100% về dự án, đang trong quá trình dâm ủ, chăm sóc trước khi đánh vào vị trí. Hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc được đầu tư đồng bộ theo thiết kế đã được phê duyệt. Dự án gồm 2 trạm biến áp có công suất thiết kế 500 kV đặt tại vị trí khuôn viên lô CX4. Sau đó, đường dây được hạ ngầm đi dọc theo các tuyến vỉa hè, đi ra phía sau hệ thống hào kỹ thuật và cấp đến tủ phân phối trung gian rồi cấp đến các hộ tiêu thụ. Toàn bộ hệ thống tủ phân phối cấp điện dự án được đặt sau hào kỹ thuật. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng nội khu cũng được đầu tư đồng bộ theo thiết kế. Hiện tại, tiến độ dự án đã hoàn thiện phần thi công xây dựng đạt khoảng 80%, đạt mục tiêu dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024 và nghiệm thu đưa vào sử dụng đầu năm 2025. Tiếp nối dự án khu dân cư Bảo Sơn 1 đã đi vào hoạt động. Dự án khu dân cư Bảo Sơn 2 hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân trong vùng một nơi an cư, lạc nghiệp, phát triển của thời đại mới. Để biết thêm chi tiết về dự án, vui lòng liên hệ theo hotline 0946 571 111.